Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Đức Hùng, tôi là chuyên viên tư vấn về bất động sản về căn hộ. Hiện nay là tôi đang đứng ngay tại khuôn viên của khu căn hộ cao cấp Anfan Condo 1 đặt tại khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì là khu căn hộ chúng ta là đang đáp ứng cho tất cả các nhu cầu về các chuyên viên người nước ngoài và các kỹ sư đang làm việc và sống tại khu đô thị Phú Mỹ và các khu công nghiệp. Hiện tại là bây giờ chúng tôi đang đứng ở ngay khuôn viên của khu căn hộ. Thì bên tay trái tôi đây là hồ bơi, phòng tập gym, bên tay phải là văn phòng và phía sau đó là có sân tennis. Thì là tất cả các tiện ích của chúng tôi là đều khách có thể sử dụng miễn phí hoàn toàn. Hồ bơi là chúng tôi hay lọc nước hàng ngày, thì là quý khách có thể vui chơi thoải mái vào các buổi chiều và có thể sử dụng cho sân tennis. Tại là bây giờ là tôi đang đứng ngay khu đường dẫn và cái khu căn hộ của mình. Thì bên tay trái thì các bạn thấy là phòng cháy chữa cháy rất là an toàn. Và các bạn theo tôi đi tham quan cái khu căn hộ. Hiện tại là tôi đang đứng trước khu căn hộ. Thì căn hộ của mình đây là những căn hộ rất là thơm phết. Các bạn có thể nhìn bên trong. Khi trước mình được lót sàn rất rõ là đẹp. Các bạn không quay căn hộ. Đây là khu chính của căn hộ chúng ta. Bạn nhìn thấy đây là khu bếp. Bếp thì gần như là những cái trang thiết bị là tủ lạnh, kệ bếp, bồn rửa chén, bếp ga âm và có cả trang bị tất cả các loại vi sóng cho các bạn. Thì mình có bên căn hộ chúng tôi là có thể trang bị cho các bạn một bàn ăn để các bạn tiện sinh hoạt vào các buổi tối. Tất cả những trang thiết bị trong căn hộ này chúng tôi đều cung cấp các bạn hoàn toàn miễn phí. Các bạn không cần phải trả thêm một cái phí nào về những cái các tiện ích này. Tại là tôi đang đến trước căn phòng đô của căn hộ, thì căn phòng đô này có diện tích là 60m2, thì các bạn có thể tham quan căn hộ của tôi. Trong căn hộ thì bên tay phải của tôi đây là phòng toilet. Đây là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 2. Cái vị trí tôi đang đứng đây là phòng khách của khu căn hộ. Thì sau lưng tôi lại là phòng bếp. Thì bên công ty tôi đã trang bị cho các bạn là tủ bếp, lò vi sóng, bếp âm và bồn rửa chén, bàn ăn. Và đây là tủ lạnh. Cái phòng ngủ này thì chúng tôi muốn trang bị các bạn là giường ngủ, tủ, tivi, hệ thống điều hòa, và đặc biệt là cái phòng ngủ này là mình có một cái ban công để ngắm cảnh vào các buổi chiều. Hiện tại là bây giờ là tôi đang đứng trong căn hộ. Thì căn hộ của chúng tôi là có hai loại là phòng đơn và phòng đôi. Diện tích của phòng đơn là 40m2 và diện tích của phòng đôi là 60m2. Thì bên tay trái tôi đây là phòng bếp. Các bạn có thể tham quan qua phòng bếp. Thì phòng bếp là bên công ty chúng tôi đã trang bị các bạn là lò vi sóng, bếp âm, bồn rửa chén và kệ bếp, bàn ăn. Bên tay trái tôi đây là phòng ngủ. Thì là phòng ngủ của tôi, chúng bên công ty tôi đã trang bị các bạn là giường ngủ, bàn làm việc, TV LCD và tủ, hệ thống máy điều hòa. Trên mỗi các phòng căn hộ tôi là đều được trang bị các bạn một phòng toilet và tất cả trang thiết bị như là máy nước nóng, bồn rửa mặt, tất cả làm bằng những thiết bị rất là tốt, đạt tiêu chuẩn.